Hey yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Nara Nguyễn đây và rất vui khi được gặp lại mọi người. Thì hôm nay mình đang có một cái chủ đề khá là thú vị cho các bạn. Thì hầu như là trước giờ thì là hay làm review đúng không? Ở đây thì có mấy đôi giày mà thật sự thì mình cũng không có ở trên tay, nhưng mà sớm thôi mình sẽ làm review hết tất cả. Nhưng mà hôm nay mình đang có muốn tập hợp những đôi giày casual. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn có một mức độ thoải mái khi đi, và cái mức giá của nó sẽ nằm trong là mức giá tầm trung. Và một điều đáng vui nữa là ở thời điểm này là thời điểm rất là tốt khi mà các bạn mua giày, tại vì những đôi giày này á bình thường giá của nó sẽ hơn tầm trung một tí, nhưng bây giờ thì giá của nó đang ở tầm trung và đang có dấu hiệu giảm, cho nên là bây giờ sẽ là một cái thời điểm mà các bạn để mua giày cho một cái dịp sắp tới nó sẽ ok hơn. Với mức giá hiện tại của những đôi giày này thì mình nghĩ là nó sẽ ổn hết á. Nó đâu đó mình sẽ lấy Royal Air Force One làm chuẩn ha. Thì cái đôi đó thường thị trường bây giờ họ bán đâu mức đó, mức giá là khoảng 3,3 triệu thì tầm đó đi. Thì với một cái mức giá đó thì bạn sẽ có bao nhiêu option nữa và bao nhiêu mẫu giày mà các bạn chưa hề biết, nhưng nó vẫn là những đôi giày có mức độ phổ biến và dễ cho các bạn, tiện lợi cho các bạn nữa. Nó giống như là khi các bạn mang Air Force One vào, các bạn cảm giác như thế nào? Nó tiện lợi, nó đơn giản, nó là một cái màu trắng và các bạn có thể dễ phối được với nhiều đồ. Và ngày xưa giờ các bạn luôn có những đôi nào ta, ví dụ như đôi Converse đúng không, đôi Converse Chuck Taylor nè, hoặc là đôi Converse Vintage nè, nữa là các bạn sẽ có Van nè, rồi các bạn sẽ có nữa là đôi Air Force One nè, để mình nhớ rồi Adidas thì sẽ có Superstar hoặc Stan Smith. Vậy thì những cái đôi đó nó đã quá quen thuộc với các bạn, thì bây giờ thì mình sẽ đổi gió một tí. Thậm chí trong cái list này của mình làm ra thì nó cũng có cả Jordan 1 nữa. Và với một mức giá khá là nhẹ mà các bạn đã có một đôi Jordan 1 rất là đẹp nha. Không phải những cái màu mà nó khó chịu và những cái màu nó hơi tào lao xíu đó nha. Thì đây sẽ là một trong những cái list mà mình nghĩ nó sẽ tốt cho các bạn trong thời gian sắp tới. Rồi, đầu tiên thì đôi số 1, chúng ta sẽ có đôi Nike Blazer. Thì Nike Blazer là một trong những đôi giày mà cũng được nhiều người biết, cái độ rộng rãi khá là cao. Hiện tại chúng ta đang có phiên bản là Blazer Mid và Blazer Low. Thì tùy vào chân các bạn, mỗi người ai thích mang như thế nào thì mang. Mức giá của nó sẽ đâu đó tầm 2,8 triệu, 3 triệu đổ xuống nha, đổ xuống chứ không đổ trên nha. Thì với đây là một đôi giày cổ điển, mình sẽ để cái hình ở đây cho cả mẫu cổ mid và cổ low. Thì đây là một loại giày cổ điển của Nike từ ngày xưa rồi. Nó được sinh ra là để bán cho tất cả mọi người trong mọi tầng lớp của xã hội, đặc biệt là học sinh nè, thanh thiếu niên nè. Ở xã hội ngày trước á, hầu như là Nike làm cho tất cả mọi người. Nó giống như đôi Cortez vậy đó, nhưng mà nó được cái là cái lớp da của nó khá là dày và nó có đệm ở trong nhiều nữa. Với lại một đôi Blazer, tuy là nó không có nhiều công nghệ nhưng mà khi các bạn mang vào nó mang lại một cái dáng vẻ nào đó nó hơi cổ điển, nhưng mà nó lấy lại được cái sự hiện đại vào nhờ những cái chất liệu, cái độ mới và một cái điều gì đó thú vị hơn. Nó chính là một cái suit đen ha, nó kéo dài từ phần giữa giày đến phần gót và nó tạo chúng ta một cái cảm giác đơn giản, cái điều mà những đôi giày casual nào cũng phải có, đó chính là sự đơn giản và thoải mái. Thì phiên bản mid và low nó khác nhau ở chỗ là khi mà mid á, các bạn sẽ lằng quằng hơn cái chuyện là các bạn phải buộc dây và thắt dây, bởi vì cái hệ thống dây của nó khá là nhiều, mình cảm thấy là nó nhiều thiệt luôn á. Còn cái low á thì các bạn sẽ đơn giản, nhưng mà hầu như cổ low nó không phục vụ được cho fit là quần short nhiều, và tại vì low nó bị cắt ngang phần cổ chân nên là khi mà các bạn muốn mang đẹp các bạn phải mang dài nó sẽ ok hơn. Còn mid thì nó giúp đỡ cho các bạn cho cả hai, nhưng mà vấn đề là mid á nó bị cái là cái cổ nó quá là nhỏ, nên là những bạn nào chân đang bị cái phần cẳng chân to á, thì mang vào thì nó sẽ hơi khó, chỉ có thể mang theo kiểu là không có buộc dây thôi. Nó cũng hơi giống Jordan ha. Đôi số 2 của dàn Nike thì mình đang có là đôi Dunk Panda. Thì đây là một đôi giày mà mình nghĩ là ai cũng biết và ai cũng đã từng thấy nó ở ngoài, và mức độ rộng rãi của nó hiện tại thì rất là nhiều. Ngày xưa các bạn muốn mua đôi giày này thì các bạn phải tốn đâu đó khoảng 6 triệu, 7 triệu, tầm đó đó. Nhưng mà sau nhiều lần restock và bán cháy hàng, Nike đã quyết định đưa nó thành gương mặt đại diện của Nike. Nó là một đôi giày quốc dân số 2 sau Air Force One. Thì dù sao thì Air Force One cũng không có thể nào đánh đổ được, nên là Nike cứ cho restock liên tiếp, bán hết rồi lại restock. Thì theo mình đây là một giày on kệ của Nike, và hiện tại tất cả các seller ngoài cũng như những cửa hàng ngoài đang bán với mức giá đang rất được, bạn có thể tìm kiếm chúng rất dễ dàng luôn. Hôm trước thì mình đã bán khoảng mấy đôi cho mấy bạn luôn, thì khi mà nhận lại được hình feedback thì rất là đẹp và mình cũng rất là thích. Mặc dù nhiều người nói là đôi giày này bây giờ đang rất là phổ biến và dễ đụng hàng, nhưng mà mình nghĩ với mức giá tiền nó đâu đó nó chưa tới 3 triệu, có những size thì 3 triệu hơn xíu thôi.
mà các bạn đang có cho mình một đôi giày chất liệu full bằng da. Cái cách đi màu giữa màu trắng và màu đen nó rất là phù hợp, một cái dấu sút bự để thể hiện đây là một đôi giày của Nike. Và đơn là một cái dòng giày nó mang tính lịch sử. Từ ngày xưa các bạn bỏ số tiền chưa tới 3 triệu các bạn để mang lại một đôi giày này. Nó mang tính lịch sử nè, từ năm 1980, nhớ là 85, 86 gì đó, đến bây giờ, và nó trải qua bao nhiêu thứ, bao nhiêu câu chuyện. Thì ở ngoài các bạn cũng có thể bỏ số tiền đó các bạn mua luôn những đôi giày khác, nhưng mà chắc gì các bạn đã tìm được một đôi giày mà nó có một cái giá trị thương hiệu, giá trị lịch sử tốt như vậy, đúng không? Thì đó là những cái mình thích ở đơn. Ngoài đơn Panda ra thì nó sẽ có rất nhiều phối màu khác, và nó cũng nằm xem ở mức độ là 3 triệu mấy có, 2 triệu mấy có, thì các bạn có thể suy nghĩ về những phối màu ha. Đôi giày quốc dân thứ hai của Nike đơn. Rồi đến vị trí số 3, đó là nội đôi Air Jordan 1 Low Concord. Thì đôi này thì mình thấy là khá là thú vị, mình sẽ để hình đây. Mình đã có một cái video trước rồi nên mình sẽ không nhắc lại nhiều, các bạn có thể xem video đó để kỹ hơn. Nhưng mà được cái là cái đôi đó thì hiện tại mức giá của nó đang rất bình ổn, nó là dưới 3.300.000, thì cao lắm là tầm đó. Với mức giá này thì mình đã nói là nó sẽ ngang bằng một đôi Air Force One. Và cái việc mà bạn mang một đôi Jordan 1 Low, một đôi giày khá là nổi tiếng, và một cái form dáng rất là kiểu thể thao, rất là đẹp, và cái lớp da bóng của nó sẽ không làm các bạn bị dạng như là nổi, thì dạng như là nổi sáng, nổi lóe lên á. Nó kiểu là nó là da bóng màu đen, nên là cái mức độ màu của nó sẽ vừa phải. Và khi các bạn đi trong tối hoặc những nơi mà ít ánh sáng, các bạn vẫn thấy được cái sự nổi bật của cái màu đen đó. Khi mà da bóng mà làm màu đen á, nó rất là hay. Hay ở cái chỗ là nó vẫn nổi bật một tí thôi, nó vẫn ánh được cái chất da của nó, nhưng mà nó không phải là cái kiểu là ví dụ như là những cái màu mà xanh đỏ tím vàng nó bật lên, nó làm cho các bạn bị khó. Nó chỉ ở mức độ là vừa phải, và cái chất da này thì các bạn có thể lau chùi nó một cách thoải mái. Cứ đi dơ các bạn lấy khăn ướt vừa lâu, thì đương nhiên tình trạng chày thì nó sẽ có, nên các bạn cứ đi ở những nơi nào vừa phải, tránh những nơi xấu là ok, thì mình nghĩ đó cũng không phải là một cái vấn đề lớn. Cái thứ hai nữa, trong tình giá đó mà các bạn đã có được một bộ đế IC. Đây là một trong những bộ đế tâm huyết nhất của nhà Nike, với cái mức độ trong đẹp, và hầu như là cái mức độ ánh sáng xanh của nó rất là đẹp ha. Cái độ xanh nó kiểu như những tảng măng vậy đó. Đó, và cái độ bám sàn mềm mại hơn so với lại đế cao su bình thường. Cho nên mình đánh giá đây là một phối màu rất đáng để xuống tiền. Và hầu như á, đôi giày này có cảm hứng từ đôi Air Jordan 11 Concord. Và bạn biết đó, một đôi giày mà được truyền cảm hứng từ rất nhiều thứ, với một mức giá như vậy thì mình nghĩ đây sẽ là một thứ mà các bạn nên xuống tiền. Và nó rất là đẹp nữa, mang lên rất là ok. Các bạn có thể lên Instagram hoặc là những cái nền tảng mạng xã hội khác để xem những cái ảnh feedback, cũng như những cái ảnh mà người ta đã phối đồ á, thì rất là hay. Rồi, giờ mình chuyển qua nhà Adidas ha. Nhà Adidas thì chúng ta sẽ có là mẫu mới bây giờ, nó tên là, không phải là mẫu mới bây giờ nữa mà là mẫu mới ngày xưa, nhưng mà bây giờ mới làm lại, có nghĩa là Adidas Samba. Thì đây là một trong những mẫu giày mà Adidas rất là tâm huyết. Nó cũng là giống như Blazer vậy đó, nó cũng là mũi giày có cái đế khá là mỏng. Mình sẽ để hình ở đây ha. Và một cái nữa là cái chất da của nó cũng khá là mỏng, nó không có nhiều lớp đệm. Nó sẽ có một cái logo ba sọc cũng như là một cái hoàng mũi bằng da lộn để các bạn dễ dàng nhận biết nó hơn. Đôi giày này tại sao nó hot trở lại là bởi vì dạo gần đây á, Adidas đã tung ra phiên bản Classic lẫn OG. OG là giống ngày xưa, Classic là bây giờ mới giờ ha. Classic thì nó có cái cổ, cái phần lưỡi gà nó hơi to hơn một xíu. Nhìn chung là cả hai đôi nó cũng khá là giống nhau. Và Classic thì nó nằm mức giá là khoảng 2 triệu mấy thôi. Đâu đó là mình nhớ là khoảng 2.500.000 tới 2.800.000 à. Tầm đó đi. Nói này cho nó dễ đi. Còn OG thì giá nó hơi cao thiệt, nó sẽ tầm ở mức là từ hơn 3 triệu á, nhẹ nhẹ lắm thì cũng 3.500, thì tầm đó thì các bạn có thể dễ dàng mua được rồi. Với mức giá đó thì mình nghĩ là nó cũng xem Air Force One thôi, và cả hai nó mang lại cái hiệu năng là các bạn sẽ đi rất là thoải mái, bởi vì cái độ bám sàn, bám sân nó rất là tốt, và khi các bạn đi á, cảm giác các bạn sẽ, chân các bạn sẽ gần như là sát mặt đất luôn, không có bị chông trên. Và cái mức độ da của nó là rất là xịn. Cùng với nữa là kiểu dáng nó là một kiểu dáng giày cổ điển. Các bạn biết không, giày cổ điển mà mang lại với lại những chiếc quần jean, những chiếc quần short nè, hoặc những chiếc quần khaki đó bây giờ thì rất là đẹp ha. Thêm nữa phần ở trên thì các bạn sẽ tự phối, ví dụ như các bạn phối những cái áo phông nhỏ nhỏ, hoặc là phối với những chiếc jacket á, mình nghĩ nó sẽ rất là ok.
Tại vì bây giờ xu hướng đang là những cái gì đó cổ điển pha với một chút sự hiện đại thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi tiếp đến là một đôi giày dạo gần đây cũng đang được PR rất là mạnh, đó là Campus 00S. Thì đây là một mẫu giày cho dân bán trượt của nhà Adidas. Nó cũng giống như SB Dunk vậy đó, nếu các bạn nào đã từng tìm hiểu rồi thì nó sẽ có cái form khá là giống. Campus thì nó mang lại một cái cảm giác gì đó cũng khá là giống với lại Samba, nhưng bù lại phần trên của nó khá mập hơn, nó sẽ có nhiều đệm hơn từ cái phần thành của đôi giày đến phần lưỡi gà, thì mình sẽ để hình đây các bạn xem. Tất cả nó sẽ có nhiều đệm hơn, logo ba sọc rồi logo Adidas được làm rất là đẹp. Và dạo gần đây thì có một cái điều thú vị nữa là Adidas đang nhờ Lexpin quảng cáo một số màu cho Campus, và hiện tại Campus cũng đang có là được rất nhiều nhãn hàng hợp tác cùng với lại Adidas. Trong một thời gian sắp tới thì sẽ ra rất là nhiều thông tin, thì có được rồi nhưng mà chưa biết ngày thì ra mắt thôi. Nhưng mà với mức giá thì tầm 2.6 triệu tới 3 triệu mấy á, thì nó tùy vào màu, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Mức giá đó thì rất là hợp lý. Những chiếc quần jean hoặc là những chiếc quần mà dài của các bạn á, khi mà mang với chúng á, thì rất là đẹp. Mẫu giày này rất thuận lợi cho các bạn di chuyển ở mọi địa hình, và phù hợp với các bạn nào đi công việc nè, các bạn nào đi nhảy nè, kiểu là dancer á, các bạn nào mà làm những công việc mà nó liên quan tới đi đứng nhiều hoặc là phải đi ra ngoài nhiều, thì đây là sản mẫu giày các bạn lên hình hoặc là đi chơi rất là đẹp ha. Rồi tiếp đến là đôi giày mà cũng đã lâu rồi quên nhắc, đó là Adiform Q. Thì đây là một trong những công nghệ mới của nhà Adidas, và họ sử dụng Adiform giống như là một cái con đường tiếp nối tương lai của họ vậy đó. Dạo gần đây thì có nhiều cái loại Adiform lắm, ví dụ như Adiform Superstar nè, cái đôi đó cũng khá là được, nhưng mà mình sẽ không thích để nó vào trong đây, bởi vì đôi giày đó thật sự cũng chưa gọi là cái để mà chạm tới cái ngưỡng mà các bạn nên mua để làm casual. Nó chỉ là đôi giày các bạn mua cho vui, kiểu như thích các bạn có thể mang. Rồi nói về Adiform Q thì đây là một đôi giày với hai tính năng, đó là họ sẽ làm ở ngoài là lớp vỏ, ở trong sẽ là lớp đệm, ở trong sẽ là lớp đệm Adi Plus, một cái công nghệ đệm boot khá là mềm, nó sẽ bao bọc cả phần vải lên phần chân các bạn. Thì các bạn mang đôi đó vào, các bạn giống như là các bạn mang vớ sẵn luôn vậy đó, nó ôm sát phần bàn chân các bạn đi tới đâu là co giãn tới đó. Và cái form của nó thì nó mang lại một nét cổ điển từ những năm 2001. Đến bây giờ thì đôi giày này đang có giá cũng khá là mềm mại, đâu đó là 2 triệu mấy tới 3 triệu mấy, nó tùy vào phối màu và size. Khi mà các bạn lên chân các bạn sẽ thấy là mức độ mềm và êm của nó rất là đã. Và cái thứ hai nữa, khi các bạn chụp hình nó rất là đẹp. Quan trọng nhất là vẫn là chụp hình đúng không? Tại mình nhớ là các bạn nữ hay các bạn nam thì mua đa phần là lên hình đẹp, và đôi giày nó khá là bự nha. Tại vì cái form nó bự sẵn, nó hơi giống như kiểu ai mà chưa mang Yeezy á, mang vô thấy Yeezy nó bự, nhưng mà mang tới đôi đó mới biết đôi đó nó bự hơn nữa. Chúng ta sẽ chuyển qua nhà New Balance. New Balance thì chúng ta đang có là đôi 2002R, thì đôi giày này là đôi Retro Running. Đôi này có từ lâu rồi nhưng mà dạo gần đây thì nó mới nổi lên lại từ 2002 đến 2003 bây giờ. Nó rất là nhiều phối màu, nhưng mà nổi bật nhất thì vẫn là Protection Pack, được ra mắt từ hình như là 2022. Và đến nay thì cũng được rất nhiều thành công, và nó cho ra thêm nhiều cái pack màu mới. Giá của nó bây giờ đang giảm nhẹ xuống, và đâu đó là các bạn sẽ mua nó ở mức giá là 3 triệu mấy đến 4 triệu mấy, thì đây cũng gọi là tầm trung. Nhưng mà các bạn phải được một cái là gì? Đây là một loại giày có công nghệ đệm tuyệt vời luôn. Nó có 3 công nghệ, ví dụ như là chống sốc nè, trả nhiệt nè, đàn hồi nè, và chống căng cơ bàn chân. Đó, nhiều đó thôi là thấy đủ ăn tiền rồi đúng không? Và cái dáng của nó rất là đẹp, cái dáng của nó giống những đôi giày mà ngày xưa á, ngày những năm 2000 á, mang vào các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác mà mình đang muốn nói với các bạn. Và không chỉ riêng hóa màu Protection Pack, và những khối màu khác hiện tại đang có giá rất là đẹp, đâu đó là 3 triệu mấy là các bạn có thể mua được rồi. Và nó không nhất thiết là phải là cái sự gân guốc của đôi Protect, mà là những khối màu khác á, mình sẽ để một nhiều ở đây cho các bạn xem. Nó cũng sẽ mang lại một cảm giác rất là tiện lợi nè, rất là thoải mái nè, casual nè, nói chung là đủ thứ hết, nó sẽ sẵn sàng. Mình nghĩ là tùy vào hóa màu các bạn chọn thôi, nó vẫn đủ sức cạnh tranh với lại đôi Air Force One một cách thoải mái nhất. Rồi tiếp đến thì New Balance vẫn còn một đôi mà mình nghĩ là khá là phổ thông, đó là đôi New Balance CT 402 Court. Vì đây là một đôi giày có cái đế khá là cao, mình sẽ để hình cho các bạn xem ha.
có một cái đế cao như thế này nè, ở trên là lớp đệm lưới. Thì hầu như là các bạn học sinh sinh viên đa phần hay chuộng cái này, thì mức giá nó rẻ lắm, nó đâu đó chưa tới 2 triệu nữa. Có mấy màu đẹp đẹp thì cao lắm 2 triệu mấy, nó tùy size ha. Và nó phục vụ được rất là nhiều, các bạn có thể hắt được chiều cao, ví dụ nó lên được 5cm, 6cm tùy. Và cái sự thoải mái lẫn nhẹ của nó chính là cái đề tài mà nhiều người muốn. Tại vì nó dễ lên đồ lắm, các bạn mặc đồ gì nó cũng vô được hết á. Và nó nhiều phối màu nữa, rồi thứ hai nữa là rẻ nữa. Đó, và nó giúp các bạn tăng chiều cao không nói rồi. Ví dụ bạn đi đường, bạn đạp những cái đinh ốc miễn chai, miễn vỡ gì đó thì các bạn vẫn thoải mái ha. Cao lắm, không có đâm xuyên qua được đâu, xuyên qua là chỉ có mấy cái đinh dài ra thôi. Đó, thì đôi CT 402 thì mình nghĩ là đôi mà một số, hầu như là tất cả các bạn mà mình thấy mà đa phần các bạn chọn á, hầu như là các bạn học sinh sinh viên. Các bạn đi làm thì cũng có nhưng mà khá ít. Tại vì mình nghĩ là chắc cái mẫu đó nó sẽ dễ tiếp cận hơn cho các bạn học sinh sinh viên. Tại vì các bạn còn rất là năng động và các bạn dễ tìm ra được những cách phối màu đẹp cho đôi giày đó, những cái outfit cho các bạn nữa. Rồi tiếp đến thì một thương hiệu cũng đã lâu rồi không nhắc tới, đó là chú báo dễ thương Puma. Thì Puma nó có một cái dòng gọi là Slipstream. Thì cái dòng này là nhìn á, thì nếu mà các bạn thấy đôi giày đó thì các bạn sẽ thấy là để hình đây ha. Nó sẽ là một đôi giày nguyên khối và nó có những cái lớp layer lên trên bằng da với lại một hệ thống đệm của nó. Nhưng mà đôi giày này thì nó bị cái là nó chỉ hơi cứng nhẹ ở phần đế thôi. Còn cái độ chắc chắn thì của nó rất là tốt ha, độ bền cũng rất là tốt. Và hầu như những thị trường giống như là ở US hoặc Euro á, họ rất thích mẫu giày này. Thậm chí là những phối màu các bạn nhìn đơn giản thôi mà mua là khoảng 400 mấy euro á. Mình đã từng thấy nhiều những người mà gọi là hot Instagram, họ mang những cái phối màu đó, hoặc là những cái sneaker hits á, họ mang. Thì khi mà check giá ra thì thấy nó rất là cao. Nhưng mà bây giờ cũng có những phối màu tương tự, và phối màu dễ nhất các bạn đang thấy là mình sẽ để là màu trắng đen ha. Rất là dễ mang, hợp lý. Và gần đây thì nó có một phiên bản hợp tác nữa là SpongeBob. Thì đôi giày đó hiện tại mình đang để mức giá là 4 triệu mấy á. Còn mấy cái màu bình thường các bạn mua tầm 3 triệu mấy hà thì nó cũng khá là ok. Nó cũng cỡ cỡ đôi Air Force One. Nhưng mà thương hiệu Puma, nếu mà bạn nào thích Puma thì nên thử cái đôi đó ha. Nó rất là chắc chắn, mang vào thì con trai thì kiểu là rất là lịch lãm, rất là nhìn rất là đứng người lên luôn, kiểu trưởng thành lên liền. Một đôi giày thôi là thấy bạn trưởng thành liền. Đó, rồi. Và đó là những đôi giày mà mình hầu như là tổng hợp được. Ngoài ra thì New Balance cũng có nhiều lắm, nhưng mà hầu như là nó không tạo cho mình một cái thiện cảm để gọi là đến mức độ rộng rãi. Thì đó là những đôi giày mà mình nghĩ là các bạn nên ghi lại và lưu trong một danh sách, thì ngày nào đó bạn có thể xem nó. Nếu như các bạn đã chán những đôi giày casual bây giờ, ví dụ như Air Force One hoặc là Converse hoặc là những đôi Stan Smith Superstar gì đó, các bạn đang cảm thấy chán thì các bạn xem những đôi đó và để mua để xem như thế nào. Jordan 1 Low cũng được, tại vì Jordan 1 Low thật sự nó có rất là nhiều màu, những phối màu rất là rẻ, các bạn có thể thoải mái hơn với những đôi giày đó. Rồi, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Và đừng quên, mình có một Instagram làm fanpage ở đây thì các bạn có thể vào để tham khảo thêm ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.